Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm tháng khốc liệt thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, rất nhiều ý tưởng phát triển vũ khí, trong đó có những ý tưởng gần như điên rồ được các nhà khoa học đồng minh đưa ra nhằm tiêu diệt sức mạnh của đối phương. Cuối cuộc chiến, để triệt phá các thành phố của Nhật Bản, Mỹ đã sử dụng bom cháy truyền thống. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ý tưởng chế tạo vũ khí sống đã xuất hiện vào đầu những năm 1940. Sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1941, Hải quân và Không quân Nhật Bản đã bất ngờ tấn công vào căn cứ Hải quân Mỹ ở trên châu cảng Hawaii của Mỹ, phá hủy 4 tàu chiến và gần 190 phi cơ, gây hư hại 4 tàu, làm hơn 2.000 lính Mỹ thiệt mạng. Nhật Bản đã thể hiện một sức mạnh quân sự dường như không thể đánh bại. Người Mỹ cảm nhận thấy mối đe dọa lớn của Nhật Bản và chưa bao giờ lớn đến thế. Nhằm đáp trả hành động tập kích trên châu cảng cũng như ngăn chặn sức mạnh quân sự của Nhật Bản, Tổng thống Mỹ lúc đó là Roosevelt nhận được rất nhiều ý tưởng phát triển vũ khí kỳ lạ, trong đó có cả những ý tưởng điên rồ. Trong những ý tưởng phát triển vũ khí điên rồ đó, kế hoạch phát triển bom rơi của Lytle Adam, một bác sĩ phẫu thuật nha khoa ở Pennsylvania, nước Mỹ, gây ấn tượng mạnh với Roosevelt. Lytle Adam cũng là người quen thân với Tổng thống Mỹ Roosevelt và phu nhân. Rất có thể, chính sự quen biết cá nhân với gia đình Tổng thống đã góp phần rất lớn vào việc dự án của ông được chấp thuận phát triển và nhận được nguồn tài trợ cần thiết. Có thể thấy, việc sử dụng động vật trong chiến tranh không mới, phổ biến nhất là ngựa, chó, chim bồ câu. Ý tưởng tạo ra một loại vũ khí khác thường đến với vị nha sĩ khi trên đường về nhà chứng kiến đàn rơi rời khỏi hang động Casabet ở New Mexico. Hình ảnh đã gây ấn tượng mạnh tới nha sĩ này cùng với tin Nhật Bản tấn công căn cứ Hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng. Chưa đầy một tháng sau khi Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai, Lytle Adam đã đề xuất tạo ra một loại vũ khí mới trong một lá thư gửi trực tiếp tới Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 1 năm 1942. Vị bác sĩ nhà khoa đã trình bày về ý định sử dụng những con rơi mang theo những quả bom cháy tí hon thả chúng trên bầu trời Nhật Bản để thiêu rụi các thành phố. Trong thư gửi Tổng thống Mỹ, Adam cho rằng với sự trợ giúp của những con rơi có thể thiêu rụi Tokyo. Adam lập luận rằng những con rơi có thể mang theo tải trọng gấp 2-3 lần trọng lượng cơ thể của nó. Chúng có thể được kiểm soát trong trạng thái tiềm sinh, tức ngủ đông, để gắn những quả bom cháy nhỏ. Sau khi bị đánh thức, chúng sẽ tìm chỗ trú ẩn trong các góc khuất của những căn nhà. Đó là thời điểm thích hợp để kích nổ các quả bom cháy và thiêu rụi các thành phố của Nhật Bản, nơi mà phần lớn các ngôi nhà và công trình phụ được làm bằng gỗ, các vách ngăn và cửa ra vào đều được làm bằng giấy trong kiến trúc truyền thống. Trên thực tế, chính đặc điểm này của các thành phố Nhật Bản đã được quân đội Mỹ khai thác khi họ sử dụng ồ ạt bom cháy khi oanh tạc các thành phố Nhật Bản vào cuối chiến tranh. Roosevelt thực sự quan tâm đến bức thư gửi đến Nhà Trắng và đã viết cho phụ tá của mình là William Donovan rằng hãy xem xét ý tưởng này, người đàn ông này không phải là một kẻ điên. Quyết định của Roosevelt không chỉ bị ảnh hưởng bởi tác giả của bức thư là người quen cá nhân, mà còn bởi sự ủng hộ của một nhà khoa học trẻ, giáo sư động vật học tương lai là Donald Griffin, người trước khi chiến tranh nổ ra đã bắt đầu nghiên cứu khả năng định vị bằng sóng âm của loài rơi. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, Griffin là thành viên của Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng, cơ quan từng ủng hộ ý tưởng chế tạo bom rơi, loại vũ khí khác thường, với kinh phí 2 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 19 triệu đô la ngày nay. Mặc dù quân đội Mỹ còn hoài nghi tính khả thi của chương trình, họ vẫn xem đây là một cơ hội để đáp trả người Nhật. Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng Mỹ quyết định triển khai dự án phát triển bom rơi tối mật có mật danh là dự án X-ray, quy tụ các chuyên gia quân sự, kỹ sư và sinh học hàng đầu của nước này nhằm chế tạo quả bom đủ nhỏ để gắn trên mình rơi và huấn luyện chúng tuân theo mệnh lệnh. Bác sĩ Adam đã tuyển mộ một nhóm công sự. Đầu tiên, để tìm kiếm và kiểm soát lũ rơi thích hợp, Mỹ đã cử một nhóm chuyên gia sinh học đến các hang miền Tây Nam nước Mỹ, nơi có hàng triệu con rơi trú ngụ. Sau một thời gian tìm kiếm, nhóm nghiên cứu đã chọn loại rơi môi gấp Brazil. Chúng được lựa chọn vì đây là loài rơi bay nhanh nhất trong số những loài rơi. Khi bay ngang, chúng có thể đạt tốc độ lên tới 160 km/h, di chuyển nhanh chóng trên một khu vực rộng lớn. Đặc điểm thứ hai của chúng là những cá thể nhỏ bé này, nặng khoảng 15 g, có thể mang trọng tải gấp 3 lần khối lượng cơ thể. Và thứ ba, như bản năng của loài rơi, ở nhiệt độ môi trường nhất định, rơi sẽ chìm vào giấc ngủ đông. Ngoài ra, một phương án cũng được cân nhắc với những con rơi lớn, ví dụ như rơi mặt sệ có trọng lượng lên tới 190 g, có thể mang một quả bom nặng nửa kg. Nhưng trong tự nhiên, số lượng những con rơi như vậy là quá nhỏ. Đó là lý do tại sao người ta quyết định dùng các đại diện có kích thước nhỏ nhưng có sẵn số lượng lớn. Điều đơn giản hóa quá trình săn bắt, đồng thời cũng đảm bảo việc sử dụng rộng rãi và gia tăng trong khu vực bị ảnh hưởng. Sau khi tìm được loài rơi thích hợp, vấn đề tiếp theo là chế tạo thiết bị nổ phù hợp để gắn trên những con rơi.
Việc chế tạo một thiết bị gây cháy để con rơi có trọng lượng 30g có thể mang theo là một vấn đề không đơn giản. Quả bom cháy nhỏ nhất lúc đó có trọng lượng tới 900g, gấp 30 lần trọng lượng của nó. Nhà hóa học Louis Fisher, người phát minh ra chất napalm, cũng như ngành hóa học của quân đội Mỹ đã được giao nhiệm vụ tạo ra chất cháy và phát triển những quả bom cháy đủ nhỏ để con rơi có thể mang theo. Lúc đầu Fisher đưa ra các phương án dùng phốt pho trắng, nhưng cuối cùng chọn napalm được phát triển vào năm 1942 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông. Fisher đề xuất chế tạo quả bom cháy thu nhỏ là một hộp bằng giấy bóng kính đơn giản chứa chất napalm bên trong, chất gây cháy đáng sợ nhất thời đó. Hai phiên bản bom thu nhỏ được tạo ra. Phiên bản thứ nhất nặng 17g, cháy trong 4 phút và phiên bản thứ hai nặng 22g, cháy trong 6 phút, bán kính bắt lửa 30cm. Mỗi quả bom nhận được một ngòi nổ đơn giản là một thanh đòn có lò xo được giữ cố định bằng một sợi dây thép. Khi các quả bom thu nhỏ chuẩn bị được sử dụng, người ta bơm vào dung dịch clorua đồng. Sau một thời gian nhất định, dây dẫn sẽ bị ăn mòn, cơ cấu lò xo kích hoạt ngòi nổ, đốt cháy napalm. Bom được thử gắn trên ngực con rơi theo nhiều cách khác nhau, cuối cùng người ta quyết định dùng keo. Tất cả những con rơi có gắn bom được đặt trong một thùng kim loại hình trụ. Trên thực tế, đó là một biến thể của bom chùm với rất nhiều bom con sống. Bom mẹ có một bộ ổn định và một chiếc dù. Các tường ngăn của nó được đục lỗ để ngăn rơi bị chết ngạt. Chiều dài bom mẹ lên tới 1,5m. Bên trong thân có 26 khay vách ngăn hình tròn, đường kính 76cm. Mỗi bom mẹ này chứa tới 1040 bom con. Bằng cách này, những con rơi được đưa vào các bom mẹ có thể được mang bởi máy bay ném bom thông thường của Mỹ. Nguyên lý hoạt động của bom rơi như sau. Ban đầu, những con rơi được làm mát đến nhiệt độ để chúng ngủ đông. Điều đó một mặt giúp đơn giản hóa quá trình quản lý chúng. Và thứ hai, theo cách này, rơi không cần thức ăn. Tiếp theo, bom mẹ được thả xuống mục tiêu từ máy bay, rơi xuống mặt đất bằng dù, cần thiết để những con rơi có thời gian tan băng và thức dậy sau giấc ngủ đông. Ở độ cao khoảng 1200m, bom mẹ sẽ bung ra và đàn rơi được thả để bay tự do. Người Mỹ lên kế hoạch sử dụng bom đặc biệt này vào ban đêm trước bình minh. Sau khi được tự do, những con bom rơi bắt đầu tìm nơi trú ẩn để tránh ánh sáng ban ngày. Chúng sẽ ẩn nấp dưới mái nhà của các tòa nhà dân cư và nhà phụ. Sau đó, các ngòi nổ giữ chậm sẽ hoạt động. Kết quả là hỏa hoạn, hỗn loạn và tàn phá. Với số lượng rơi lớn từ một bom mẹ, một số trong số chúng chắc chắn gây ra hỏa hoạn. Mỹ có kế hoạch thả những quả bom như vậy xuống các thành phố lớn của Nhật Bản, chẳng hạn như Tokyo hoặc các trung tâm công nghiệp lớn khác ở vịnh Osaka. Cuộc thử nghiệm đầu tiên loại vũ khí mới này năm 1943 đã kết thúc thất bại do không quân Mỹ không thể quản lý bầy rơi. Ngày 15 tháng 5 năm 1943, một số trong 6 con rơi được thả ngẫu nhiên rải rác khắp căn cứ không quân Casabet trốn thoát đã tìm được chỗ trú ngụ dưới các thùng nhiên liệu và gây hỏa hoạn tại đây, làm hư hỏng các thùng nhiên liệu và nhà chứa máy bay. Chiếc xe riêng của một trong những viên tướng cũng bị thiêu rụi. Do đây là dự án tối mật, lính cứu hỏa dân sự không được phép vào căn cứ để chữa cháy, khiến hỏa hoạn lan rộng và thiêu rụi hầu hết các tòa nhà. Nhiều con rơi bất hợp tác đơn giản đã thả mình rơi như đá hoặc bay mất, dù quân đội Mỹ sử dụng tới 6.000 động vật có vú này trong các thí nghiệm của họ. Vũ khí đặc biệt đã chứng tỏ tác dụng, mặc dù người Mỹ không sử dụng rơi để chống lại chính họ. Một thất bại khác là trong cuộc ném bom thử nghiệm, một số con rơi đã không thoát khỏi trạng thái ngủ đông và chỉ đơn giản là tung ra trước khi bị rơi xuống đất. Một số bay đi theo một hướng không xác định. Sau những thất bại đầu tiên, dự án được chuyển giao cho Hải quân Mỹ. Tháng 12 năm 1943, bom rơi được bàn giao cho thủy quân lục chiến với cái tên bí ẩn X-ray. Đáng ngạc nhiên là các thủy thủ đã quản lý tốt những con vật bay cố chấp. Ngày 15 tháng 12 năm 1943, bom rơi được thử nghiệm tại bãi thử ở Utah với kết quả xuất sắc. Bom rơi đã được thử nghiệm thành công, nhiều lần đốt cháy các mô hình làng và các khu định cư Nhật Bản được xây dựng để phục vụ thử nghiệm trên đất liền. Các thử nghiệm cho thấy, với cùng một tải trọng bom, bom gây cháy thông thường có thể tạo ra từ 167 đến 400 đám cháy, trong khi bom rơi đã gây ra 3.000 đến 4.000 đám cháy, gấp 10 lần. Chương trình được đánh giá là thành công. Quân đội Mỹ chính thức công nhận bom rơi vào tháng 12 năm 1943. Dự kiến, nó sẽ tham chiến chống Nhật vào tháng 9 năm 1944 với ít nhất 1 triệu con rơi. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 1944, quân đội Mỹ hủy bỏ dự án bom rơi mà không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào. Trong quá trình thử nghiệm, bom rơi đã tiêu tốn khoản ngân sách trị giá 2 triệu đô la Mỹ. Thực tế vào thời điểm đó, ở Mỹ, việc chế tạo bom nguyên tử, vũ khí có thể thay đổi lịch sử nhân loại đang diễn ra âm thầm nhưng với nhịp độ cao. Các vụ ném bom các thành phố của Nhật Bản vào tháng 3 năm 1945 chứng tỏ bom cháy thông thường đã thể hiện hiệu quả xuất sắc. Một cuộc không kích kéo dài 2 giờ bằng máy bay ném bom B-29 của Mỹ đã tạo ra một cơn bão lửa.
vụ cháy đã thiêu rụi 330.000 ngôi nhà, gần 40% Tokyo bị cháy hoàn toàn. Theo những ước tính khác nhau, từ 80 đến 100.000 người đã bị thiệt mạng mà không cần sử dụng rơi cũng như vũ khí hạt nhân.